thế cha Việt Nam có hay không? Thì tôi chỉ cười, tôi bảo tôi không nghĩ có một giáo hội nào là hoàn thiện. Không có một giáo hội, đất nước nào là hoàn thiện cả. Bởi vì giáo hội gồm những con người. Bất cứ nước nào trên thế giới tôi tin cũng có. Tôi chỉ muốn hy vọng là chúng ta cần phải làm trước khi người ta khui ra. Đừng để đi vào cái nỗi đau của giáo hội Hoa Kỳ và những nơi khác, là khi người ta khui ra rồi thì mới à chúng tôi có biết, nhưng mà hồi vì lý do này, vì lý do kia. Đó là những gì tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video đầu tiên hôm nay. Cán bộ cộng sản ngủ với vợ của quần chúng như kẻ có quyền. Ông hiệu trưởng cộng sản tấn công tình dục học sinh vị thành niên như lẽ đương nhiên. Cái vụ đầu tiên xảy ra thực sự là vào khoảng năm 1985. Khi một linh mục công giáo của ở Louisiana, của tiểu bang Louisiana, đã ra tòa và nhận có tội trước 11 cáo trạng là đã có hành vi ấu dâm với những đứa con trai, với những đứa bé là nam nhi. Đó là vào năm 1985. Đó là cái việc đầu tiên là vị linh mục công giáo đã ra tòa và nhận tội trước 11 cáo trạng là đã từng ấu dâm với các trẻ em trai. Vào đầu thập niên 90 thì bắt đầu mọi chuyện nó bắt đầu, người ta cứ nói đây nói đó là có cái chuyện đó, báo chí bắt đầu họ đăng. Nhưng nó lớn nhất là vào năm 2002. Thì bằng những bài báo được xuất hiện trên tờ báo Boston Global, tức là tờ báo của thành phố Boston, nó nói về nạn của những linh mục đã từng ấu dâm, và thế là nó bùng nổ ra rất lớn. Nó bùng nổ ra rất lớn. Nó khủng hoảng giáo hội Hoa Kỳ. Và vị hồng y bấy giờ của Boston là Đức Hồng y Bernard Law đã sau đó đã phải từ chức. Bởi vì những cáo buộc đưa ra và ngài nhận tội đó cũng như nổ trên toàn hầu hết các địa phận, tôi dùng chữ hầu hết chứ không phải là tất cả địa phận nào cũng có các linh mục như thế. Trên hầu hết các địa phận của Hoa Kỳ là các linh mục ấu dâm. Vào thập niên thế kỷ năm thập niên 50, 60, 70, tức là năm 1950, 60, 70, 80 và 90, tức là liên tục và cả hàng ngàn vụ ấu dâm nơi như vậy xảy ra. Và khi cái điều đó xảy ra thì người ta phát hiện ra rằng, và đã rất nhiều giám mục nhận ra, tức và những bề trên của các dòng đã nhận là đã có những người báo cho mình biết những cái việc đó, nhưng không điều tra, và họ thuyên chuyển linh mục đó đi một chỗ khác, và điều đó những cái vấn nạn ấu dâm tiếp tục xảy ra cho những nạn nhân khác. Là một người làm việc và sáng lập tổ chức Một Thân Hình chuyên cứu các trẻ em bị bán làm nô lệ tình dục, tôi hiểu được những kẻ mà đi vô về vấn đề ấu dâm đó là một cái bệnh. Tôi không dám nói 100%, nhưng 90 mấy% có thể nói là những kẻ đó không phải chỉ ấu dâm với một trẻ em, mà họ sẽ ấu dâm với rất nhiều trẻ em. Và chính cái điều di chuyển của các vị linh mục và các hồng y giám mục và các cha bề trên cho các cha đó đi chỗ khác thì các nạn nhân nó đẩy ra rất nhiều. Và vào tháng 10 năm 2002, có nghĩa là vài tháng sau đó, thì hội đồng giám mục tại Hoa Kỳ đã họp tại Dallas và đã thành lập một cái luật để bảo vệ những trẻ em. Và một cái để cho các bạn hiểu được, cho đến ngày hôm nay, dựa theo cái National Public Radio, tức là đài tiếng nói của nước Mỹ, thì hiện nay giáo hội Hoa Kỳ, tại Hoa Kỳ không nhá, đã phải trả hơn 3 tỷ 900 triệu đô la cho các nạn nhân đó. Tôi số tiền là số tiền lớn, nhưng cái mục đích ở đây không nói về số tiền đó. 20 địa phận và một số dòng tu đã phải khai
phá sản bởi vì không có tiền để mà trả. Ở đây đừng nghĩ tới số tiền mà chúng ta phải nghĩ tới những nạn nhân, những nạn nhân đã phải chịu đựng cái điều đó. Đưa ra một số ví dụ. Giáo Phật Dallas năm 1998 đã settle 30 triệu đô la lúc bấy giờ, cái giá trị của ngày hôm nay là khoảng 46 triệu đô la. Năm 2003, Tổng giáo phận Louisville 22.7 triệu, Tổng giáo phận Boston 85 triệu. Năm 2003, Tổng giáo phận Orange County 90 triệu, chi 100 triệu. Giáo phận Portland 75 triệu, đại khái là khắp nơi. Và theo thống kê thì tới ngày hôm nay đã khoảng 3 tỷ 900 triệu đô la. Và hàng ngàn ngàn những trẻ em đã bị lạm dụng. Tôi dùng cái chữ là khai thác chứ không phải lạm dụng. Khai thác tình dục trong nhiều thập niên liên tục. Và cái vấn nạn ở đây nó nằm ở cái chỗ là các linh mục và các giáo sĩ đã làm sai. Và cái kế tiếp là các vị giám mục đã che giấu, các bề trên của các dòng đã che giấu và tiếp tục thuyên chuyển để cho những điều đó nó xảy ra. Tháng 10 năm 2012 thì tại thành phố Dallas thì hồi thì 2002 thì hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã họp và ra một cái charter. Tôi nhớ rất kỹ những cái hành trình của những cái vấn đề này, bởi vì thứ nhất là tôi làm việc trước đó, tôi đã từng làm và sáng lập ra cái tổ chức One Body Village để nuôi dạy những đứa trẻ bị bán làm nô lệ tình dục. Và năm 2000 thì tôi bước chân vào chủng viện. Cho nên những cái điều này nó xảy ra nó ảnh hưởng đến cuộc đời đi tu của tôi rất là nhiều. Bởi vì là những người trẻ, chúng tôi bước vào chủng viện với những nhiệt huyết để rồi chúng tôi nhìn thấy một cái vấn đề nạn này trong xã hội và chúng tôi bị khủng hoảng. Tôi còn nhớ như in năm 2002, lúc đó tôi đã học xong năm thứ hai thần học rồi. Bởi vì 2004 tôi chịu chức linh mục. Khi ở trong chủng viện thì anh em chúng tôi, trong chủng viện của chúng tôi thì bắt là khi đi ra ngoài những thực chủng sinh của thần học, khi đi ra ngoài để làm việc hay là những cái công việc của chủng viện giao phó thì bắt buộc phải mặc clarence, có nghĩa là mặc áo đen cổ trắng như thế này đây. Tôi vẫn nhớ như in là những ngày chúng tôi đi, đôi lúc đi công việc, tôi đi dạy học trong một cái, tôi một tuần phải đi dạy học, dạy giáo lý hoặc vô nhà thương làm việc, hoặc là làm việc nơi một cái chỗ mà trao đồ ăn cho người nghèo, thông dịch viên hay điền giấy tờ cho những người tị nạn, tôi nhớ như vậy. Thì trên đường về chúng tôi hay ghé những cái chợ để mua đồ ăn về nấu ăn, hoặc là ghé để mua một cái gì đó. Thì tôi nhớ như in cái hình ảnh là trước những ngày đó thì người ta gặp mình đó, thì người ta cứ hello, người ta cứ tưởng chúng tôi là linh mục, hello father, chào cha, chị có khỏe không, này nọ, vui vẻ lắm. Nhưng khi cái vụ đó bắt đầu nó nổ ra thì ngay cả những người giáo dân họ bắt đầu khủng hoảng, hoặc là những người không phải là công giáo. Chúng ta nhớ rằng giáo hội Hoa, ở tại Hoa Kỳ này, cái denomination, tức là cái giáo phái, tức là về giáo phái thì công giáo lớn nhất của tại Hoa Kỳ này trên tất cả một đạo nghĩa và giáo phái này. Và người ta nói giỡn là cái giáo phái lớn thứ hai là những người công giáo bỏ đạo, rồi sau đó mới đến những giáo phái khác. Thì tôi nhớ như in những cái hình ảnh là khi chúng tôi đi xuống những cái giữa những cái để đi mua đồ thì những cái aisle, tức là những cái hàng để mua đồ. Nếu chúng tôi vừa mới bước vô cái đầu này, đầu bên kia mà một bà mẹ hay là một ông bố mà đang dẫn đứa con đi, học kéo đứa con họ đi qua chỗ khác liền. Hay nếu họ đã đang đứng giữa rồi mà chúng tôi đi xuống thì họ lấy tay họ để đẩy họ qua một bên, và gần như là họ lấy cái thân hình của họ, họ che đứa con của họ như chúng tôi là những con quỷ đang chuẩn bị hãm hiếp đứa con nhỏ của họ vậy. Tôi nhớ như in hình ảnh đó.